Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nền kinh tế vẫn đang trên đà suy giảm và chưa có điểm dừng. Ngày 31 tháng 10, báo tuổi trẻ có bài, đại biểu quốc hội doanh thu chỉ 100 tỷ mà doanh nghiệp đóng thuế tới 45 tỷ. Tuổi trẻ cho biết chiều ngày 31 tháng 10, quốc hội bắt đầu phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2023. Theo đó, đại biểu Dương Văn Phước, đoàn tỉnh Quảng Nam, chỉ ra thực trạng là doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn, gánh nặng thuế lớn và giá cả thì biến động. Tuổi trẻ dẫn lời đại biểu phước cho hay, trong bối cảnh doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn mà chính sách thuế thì lại chưa đồng hành chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Thực tế không chỉ việc áp thuế mà cách tính thuế cũng gây khó khăn. Đại biểu phước nêu một dẫn chứng ở tỉnh Quảng Nam, một doanh nghiệp kinh doanh sân golf với diện tích trên 60 ha, doanh thu mỗi năm là 100 tỷ đồng nhưng phải đóng thuế tới 45 tỷ đồng do các áp thuế lên cả tuyến đường chính và tổng diện tích 60 hecta nên doanh nghiệp không chịu đựng nổi. Hình ảnh bài trên báo tuổi trẻ. Nhiều người ngạc nhiên vì hiện nay hầu như tất cả các ngành nghề kinh tế đều gặp khó khăn. Tại sao đại biểu Phước lại kêu ca giúp một doanh nghiệp sân góp vốn không đem lại lợi ích cho nền kinh tế xã hội mà còn là ngành nghề gây hại cho môi trường, thu hẹp đất đai canh tác nông lâm nghiệp. Đại biểu Phước cũng chỉ ra một trong các nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công thấp, đó là giá cả thị trường thường xuyên biến động và tăng cao, nhất là giá cả vật liệu nhân công, nhưng đơn giá nhà nước lại chậm thay đổi, quá thấp nên doanh nghiệp xây dựng thi công cầm chừng, chấp nhận chịu phạt, chậm tiến độ còn hơn là chịu thua lỗ. Tuổi trẻ tiếp tục dẫn lời đại biểu Nguyễn Đại Thắng, phó trưởng đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên cho rằng vốn đầu tư công cần bung mạnh mẽ hơn nữa để tăng tổng cầu kinh tế giúp đạt mục tiêu tăng trưởng. Ông đề nghị chính phủ cần phải có giải pháp ổn định giá vật liệu xây dựng cho các dự án, nhất là dự án giao thông, tháo gỡ vướng mắt cho thị trường bất động sản, phát triển phân khúc nhà ở vừa túi tiền cho người dân. Đây cũng là biện pháp để nhà đất trở về giá trị thực, thị trường bất động sản bền vững. Trong khi đó, Tuổi trẻ dẫn lời đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, bày tỏ lo ngại khi các động lực tăng trưởng chính như xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng đang suy giảm. Hình ảnh, các doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong kinh doanh, vậy mà còn bị chính quyền gây khó với chính sách thuế. Tuổi trẻ còn dẫn số liệu cho biết, giải ngân đầu tư công tới hết tháng 9 đạt gần 51,4%, nhưng chưa đạt kỳ vọng tiêu dùng trong nước tuy có phục hồi nhưng chưa vững chắc. Xuất khẩu ước đạt 466,2 tỷ USD, giảm 8,2% dự báo. Năm nay, xuất khẩu tăng trưởng âm lần đầu kể từ năm 2019. Tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 11 tháng 10 đạt 6,29% so với năm 2022, chậm so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu nội bản tính đến tháng 6 là 3,36%, cao hơn mục tiêu đề ra là dưới 3%. Vậy là không còn như thời điểm cuối năm 2022, lúc đó dù người dân đều nhận ra những dấu hiệu của sự suy thoái kinh tế, nhưng chính phủ lại đưa ra những số liệu hết sức khả quan, như tăng trưởng đạt hơn 8% dù chẳng ai tin vào con số này. Này chính phủ thừa nhận sự suy giảm của nền kinh tế về mọi mặt, chứng tỏ tình huống đang hết sức cam go. Tuổi trẻ tiếp tục dẫn lời đại biểu Sơn cho rằng báo cáo chưa nêu rõ tăng trưởng tín dụng từng lĩnh vực là bao nhiêu. Do đó, đại biểu đề nghị chính phủ phân tích, đánh giá, làm rõ vấn đề, cân nhắc kỹ lưỡng, nới lỏng điều kiện cho vay, có giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ động lực tăng trưởng và kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Nền kinh tế vẫn đang trên đà suy giảm và chưa có điểm dừng ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng bất động sản sẽ đến mức nào? Ngày 26 tháng 10, một hãng tin quốc tế có bài bình luận khủng hoảng bất động sản của Việt Nam có thể tồi tệ đến mức nào? Dịch giả Vũ Tuấn đã dịch và đăng tải bài viết này trên báo Tiến Dân trong ngày 27 tháng 10. Theo đó, một năm khó khăn đối với lĩnh vực bất động sản của Việt Nam đã chứng kiến các công ty bất động sản không thể trả nợ lãi trong lúc khủng hoảng tín dụng do các biện pháp không đúng lúc của chính phủ gây ra Mặc dù các rủi ro lan tỏa đã bị hạn chế, hình ảnh bài viết trên trang của hãng tin quốc tế. Bài viết dẫn một quỹ đầu tư chủ chốt tại Việt Nam cho biết mảng bất động sản có thành tích tệ nhất trong tháng trước trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mức giảm gần 16% trong tháng. Bài viết đề cập đến việc Novaland gặp khó khăn khi cổ phiếu giảm hơn 80% trong một năm sau khi công ty trễ hẹn thanh toán lãi trái phiếu Tương tự, cổ phiếu Vinhomes đã giảm 6,2% vào thứ Sáu, 27 tháng 10, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3, sau khi công ty này phát hành trái phiếu chuyển đổi mới để trả nợ vay. Các công ty chưa niêm yết khác nhưng không thanh toán được các khoản nợ gần đây, bao gồm Hưng Thịnh Corp và Vạn Thịnh Phát đều là công ty bất động sản. Bài viết cho biết các tòa nhà trống rỗng nằm trơ tại thị trấn địa trung hải của Sun Group trên đảo Phú Quốc trong khi khung xương của những tòa nhà cao tầng chưa hoàn thiện. Đang nằm cạnh những tòa tháp cao sáng đèn ở Hà Nội là do một công ty khác Sunshine xây dựng và áp lực đang gia tăng với trái phiếu bất động sản trị giá khoảng 6 tỷ USD sẽ đáo hạn mỗi năm trong năm nay và năm tới, gấp gần 3 lần so với năm 2022. Hình ảnh bài dịch trên trang tiếng dân. Bài viết dẫn cảnh báo của Ngân hàng Phát triển Châu Á vào tháng 9 về khả năng ảnh hưởng sang ngành ngân hàng từ những bất thường trong trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản Việt Nam. Bên cạnh đó là sự phát triển chậm trong lĩnh vực tiêu dùng và tác động tiêu cực đến các lĩnh vực liên quan chặt chẽ đến bất động sản như xây dựng và các sản phẩm xây dựng. Bài viết dẫn một quỹ đầu tư cho biết mức độ gắn kết của hệ thống ngân hàng với lĩnh vực bất động sản lên tới khoảng 25% tổng số khoản vay, chủ yếu thông qua các khoản thế chấp trái phiếu doanh nghiệp chiếm khoảng 3% tổng số khoản vay của các ngân hàng, trong đó ước tính khoảng 1 phần 3 đến 1 nửa có liên quan đến tài sản. Bài viết chỉ ra các ngân hàng gắn kết nhiều nhất với lĩnh vực bất động sản là Ngân hàng Đông Nam Á SAP, Ngân hàng Hàng Hải MB, Ngân hàng Thương mại Á Châu ACB, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VB Bank và Sacombank trong số này chỉ có VPbank được xếp vào nhóm ngân hàng cho vay nhiều nhất. Hình ảnh công nhân xây dựng công trình. Bài viết dẫn ý kiến của các nhà phân tích đổ lỗi những rắc rối tồi tệ nhất do một chiến dịch chống tham nhũng kéo dài mà chính quyền đã đẩy mạnh vào cuối năm ngoái. Họ coi vụ bắt giữ bà Trương Mỹ Lan là bước ngoặt khiến niềm tin sụp giảm. Trong khi các biện pháp không đúng thời điểm của chính phủ Việt Nam, nợ cao và tình trạng dư cung của các công ty là nguyên nhân gây ra những khó khăn cho lĩnh vực bất động sản ở cả hai quốc gia thì điều kiện ở Việt Nam khác với nước láng giềng. Bài viết dẫn ý kiến của một chuyên gia cho rằng triển vọng dài hạn của Việt Nam là tích cực hơn khi dân số trẻ hơn và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng sẽ khiến nhu cầu về bất động sản ở mức cao. Việt Nam có tình trạng dư cung và đầu cơ bất động sản ít. Việt Nam có tình trạng dư cung và đầu cơ bất động sản ít nghiêm trọng hơn so với Trung Quốc trong khi đóng góp của bất động sản cho nền kinh tế Việt Nam cũng nhỏ hơn, vị chuyên gia này cho hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.d với bản tin ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng bất động sản sẽ đến mức nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo.d